Đây là căn nhà nho nhỏ yêu thương của bà. Đó. Căn nhà của bà. Bà ơi, con xin chào bà. Dạ, bà nghe rõ con nói chuyện không? Bao nhiêu tuổi hả? Bà nghe rõ con nói chuyện không? Yeah. Con hỏi bà tên gì? Dương Thị Mỹ. Bà tên Mỹ hả? Yeah. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? 84 hả? 84 tuổi hả? Dạ. Dạ. Bà ơi, mỗi ngày bà làm công việc gì không bà? Tôi hả? Dạ. Khuya tôi đi tập thể dục rồi tôi đi lượm da chai bậy bạ mà bán kiếm tiền. Dạ, bà đi lượm da chai hả? Lượm da chai. Rồi bà lượm da chai được nhiều thì nhiều không? Thì lượm cũng 2-3 ngày bán được 40-50. Mà đỡ sinh con. Dạ. Mình còn đi đứng được, mình đi đi. Dạ. Vừa đi tập thể dục vừa lượm da chai. Dạ. Con gái. Dạ. Yeah, yeah. Tôi ở đậu nó. Dạ. Yeah. Lặng gái nuôi bà đó hả? Gái nuôi. Dạ. Yeah. Gái nó cũng ở nhà trọ chứ đâu phải nhà nó đâu. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bà lụm da chai vậy bà đi bà lụm mỗi ngày vậy có được nhiều bao không? Không có đâu. Không có hả? 3-4 ngày thì bán được ở chục hả? Vậy hả? 3-4 ngày bà bán được nhiêu? Cỡ 50. Cỡ 50 hả bà? Yeah. Bà lụm ở bà lụm da chai ở ngoài đường hay là bà vô quán bà lụm? Không có ngoài đường hết, đi ngoài đường hết đi. Ngoài đi đường. Tập thể dục rồi mình lụm luôn. Dạ. Chứ đâu có vô quán đâu. Đêm á bà ngủ được không? Ngủ được. Ngủ được hả? Bà có tâm sự gì không? Trong lòng á? Không tâm sự gì hết. Không. Tâm sự không có tiền hay thôi. À. Vậy hả? Dạ. Tâm sự chỉ buồn không có tiền buồn đó hả? Không có tiền đó. Dạ. Ông còn không bà? Ông mất lâu rồi. Dạ. Ông mất lúc mấy năm rồi hả bà? Lúc ông 8 mấy ông cũng mất. Yeah. Ông bị sao hả bà? Ông bị. Bệnh nhân nhà. Trong căn nhà nho nhỏ. Yeah. Ở đây gì mưa, tối mưa nó có dột không bà? Không, không có dột. Không dột hả? Dạ. Bà ở đây nha quý vị khán giả ơi. Trong một cái tròi nho nhỏ. Bà có ước mơ gì không? Nếu có một ước mơ bà muốn ước cái gì không bà? Ước rồi có tiền thôi chứ không ước gì hết á. Yeah. Yeah. Mà không có tiền ước mà không có là sao? Yeah. Ước hoài là mà không có hả? Ước hoài mà không có. Lúc còn trẻ bà có làm công việc gì không? Trẻ cũng đi mần dữ lắm, đi mua bán thơm chạy ngoài sông á. Đi mua bán thơm. Dạ. Yeah. Đi thơm vậy bà, đi ghe hay đi tàu không bà? Đi tàu, đi xuồng á. Đi xuồng hả? Xuồng. Dạ. Mình vô vừa xong á, ấy á, mình mua người ta đốn, người ta bán, mình chạy về. Dạ. Vậy mình sang cho giữa. Bán có được nhiều tiền lắm không bà? Lúc bán thơm á. Lúc có rẻ mà, thơm nó rẻ. Dạ. Giờ bà mua thơm đó là đi lại nguyên cái giường luôn hả bà? Nguyên cái giường. Yeah. Người ta đốn cho mình.
người ta đến mình đi xuống ghe của mình chạy về hôm nay mình sang cho dựa. Sang cho dựa xong rồi bà mới chở đi từ từ hay là bà đổ ra chợ? Không có, mình sang cho dựa, dựa bỏ ra bằng hàng. Bằng hàng là lấy. Trời hồi đó cũng mỗi buổi tối bà có niệm Phật không? Có hả? Bà niệm sao? Niệm Phật cầu nguyện. Nếu mạnh giỏi thì sống, còn không tối ngủ ông bà rước đi luôn. Dạ. Còn xin có nhiêu đó thôi. Dạ. Bà đi lượm ve chai đó, bà buổi sáng bà mới đi hay là buổi nào bà đi? Buổi nào cũng đi. Khuya đi tập thể dục á. Đi tập thể dục á, mình lượm luôn, có cho chai rồi lượm. Nó xé mướn. Lá đó xé mướn hả bà? Xé mướn. Xé mướn là xe lá đó xé mướn gì, người ta cho trả tiền nhiều không bà? Cái này không bao nhiêu tiền, năm đó là xe là cột vậy đó, cho người ta. Người ta gói bánh tét á. Rồi đem về mình xé. Cái đó. Cái này lao người ta tính bó hay là tính ký bà? Tính ký. Tính ký hả? Cái này người ta gói bánh gì bà? Bánh tét á. Bánh dài này. Không biết gói cái này nữa. Rồi lại lãnh về cái mình là lau cho sạch cùng cô. Một hình ảnh quê vị, hương vị quê hương. Một cảnh hương vị quê hương à hả? Ngoài lau lá đó, lau lá xuất sắc. Làm bằng cái tình cảm yêu thương, con đến với bà sang sẻ một chút yêu thương. Thì có hai cái món quà yêu thương, đó chính là 100.000 là tiền của cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh nha bà. Dạ, còn 300.000 này là tiền của chú Lâm Lộc ở bên Mỹ nha bà. Là tổng cộng ngày hôm nay bà nhận được là 400.000. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà bây giờ bà niệm Phật hồi hướng công đức lành cho hai gia đình Mạnh Thường Quân nha bà.
Rồi bà nhìn ra với con ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la cao cả của hai gia đình của cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh và chú Lâm Lộc ở bên Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn cho món quà yêu thương ngày hôm nay cho bà.